Chiều nay 14 tháng 3, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải cùng Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Cấn Văn Nghĩa và đại diện Ban Tổng Thư ký đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Trương Hải Tùng đã báo cáo vắn tắt hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018, cũng như trình bày dự kiến những kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2022 bao gồm tập trung công tác đào tạo vận động viên trẻ dài hạn, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các đội tuyển trẻ quốc gia, tổ chức các khóa học đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, duy trì bảo dưỡng cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Trung tâm cũng đề xuất kiến nghị một số vấn đề nhằm nâng cao cơ sở vật chất cũng như hiệu quả công việc để có thể hoàn thành các nhiệm vụ Liên đoàn bóng đá giao. Chủ tịch Lê Khánh Hải đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý Ban Giám đốc Trung tâm cần tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc đáp ứng sự phát triển hiện nay của bóng đá nói chung và bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng. Chủ tịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam có lợi thế khi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của nhiều bộ ban ngành cũng như đông đảo người hâm mộ. Ngoài ra, các tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA, AFC cũng rất quan tâm và có những hỗ trợ thiết thực với bóng đá Việt Nam. Đây cũng là trọng trách đối với những người làm bóng đá. Vì vậy, Chủ tịch Lê Khánh Hải yêu cầu phải rà soát, hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ, tập trung cho công tác đào tạo vận động viên trẻ, trong đó có bóng đá nữ, đưa trung tâm thành đầu não của bóng đá trẻ Việt Nam, sự tự hào của các vận động viên trẻ khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam.